nghe lời anh định tu bớ lao. Tôi dùng một lời đơn đơn đã mang thành thông. Đỡ cần nghĩ cha ơi, còn tổ bùng bổ của thờ ngang dọc quyết gì dùng dùng cho rõ. Nếu anh la làng không được, không la làng không ra, tại vì trong đó anh nổi, tại vì anh giận lửng mà.